Gỗ trắc là một trong các loại gỗ giá trị cao và vô cùng quý hiếm hiện nay. Gỗ trắc được ứng dụng rất là nhiều qua những sản phẩm sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và tượng gỗ cũng là một trong những cái tác phẩm mà được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và tìm kiếm. Và ngày hôm nay thì xưởng tượng gỗ sẽ giới thiệu đến các bác 3 mẫu bình mài được chế tác từ chất liệu gỗ trắc đỏ đen rất là quý hiếm và giá trị hiện nay. Sưởng tượng gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác 3 mẫu bình mài phú quý được chế tác từ chất liệu gỗ trắc đỏ đen, được đục rất là đẹp và sắc nét. Đây đều là những mẫu hoa mai được thợ nghệ nhân top 1 của Hải Dương làm các bác nhé. Những cánh hoa em sẽ quay sát vào để cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng và so sánh. Bình đầu tiên là một bình hoa mai gỗ trắc đỏ đen, đây là một bình to nhất các bác nhé. Có mã là BHG021, có kích thước là cao 99, ngang 47 và số 44 và đục ra tác phẩm rồi, còn nặng 17,4 kg và có giá bán bên em là 22 triệu đồng và miễn phí ship toàn quốc cho tác phẩm này. Trong các loại gỗ hiện nay thì gỗ trắc được đánh giá là một loại gỗ quý có giá trị rất là cao và thuộc vào loại gỗ hiếm tại Việt Nam. Ưu điểm của gỗ trắc đỏ đen, nó sẽ có 4 ưu điểm: bền, đẹp, quý và lành. Bền là một trong những ưu điểm nổi bật của gỗ trắc đỏ đen và do trắc thuộc một cây gỗ lớn rất là nặng, gỗ cứng, dai và không bị cong vênh. Chính vì thế mà khả năng chịu mưa nắng rất là cao. Và chính vì thế mà khi mà ra công để làm thành những cái tác phẩm hoa mai như này thì sẽ tốn rất là nhiều công vì gỗ của nó sẽ rất là cứng. Để làm được những cánh hoa mai mềm mại và nở đều như thế này thì nghệ nhân phải đục rất là lâu và rất là mất công các bác nha. Và các bác có thể nhìn thấy là bình này được làm rất là tuyệt vời. Ở dưới thì còn có những cái cành lan mọc bám ở xung quanh bình. Hàng thì rất là đặc gỗ các bác nhé. Và đục ra rồi còn nặng 17,4 kg. Những cánh hoa đều được làm rất là tỉ mỉ từng chi tiết một. Và ở đây thì phần phôi đỏ nhiều hơn phôi đen. Chính vì thế mà nó sẽ tạo cho người nhìn sẽ nhìn vào cái bình mai này có một cảm giác là bình mai này rất là tuyệt vời, rất là tươi. Màu sắc thì rất là tươi và bắt mắt. Và từ xưa đến nay thì hoa mai thì được chọn là một biểu tượng cho một sức sống của mùa xuân. Hoa mai là nguồn thi hướng dồi dào và là một hình tượng đẹp ở trong văn chương. Trong tiết đông lạnh giá, trong khi vạn vật như đang run rẩy, co cúm, úa tàn thì hoa mai vẫn tinh khôi bừng nở để đem được tới những cái lộc non mơn mởn. Chính vì thế mà hoa mai được rất là nhiều khách hàng lựa chọn để mua về trưng bày ở trong nhà. Thay vì các bác mua một bình mai thật thì để một cái bình mai này nó sẽ đẹp và trường tồn theo thời gian các bác nhé. Các bác chơi cả đời cũng được, rất là đẹp và sắc nét. Các bác có thể nhìn thấy là từng bông hoa mai được làm rất là kỹ càng từng chi tiết một. Tuy mảnh rẻ nhưng cứng cáp, thuần khiết và có một cái mùi thơm nhẹ nhàng của cái gỗ trắc đỏ đen này và đặc biệt là có vân chìm nổi rất là tuyệt vời. Và người cao tuổi thì chuộng cái giả nua của lão mai, mong muốn tuổi già khỏe mạnh, trường thọ. Còn vóc dáng của hoa thì được ví như một người con gái quyền quý và khuê các. Một tác phẩm rất là tuyệt vời và em nghĩ là các bác nên trưng bày một cái bình mai to đẹp như này ở trong nhà thì rất là đẹp. Bình này thì được làm từ diện rất là tuyệt vời các bác nhé, được đục rất là kỹ từng chi tiết một và đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các bác trong dịp Tết đến xuân về năm nay. Và một ưu điểm nữa của gỗ trắc đỏ đen đó chính là gỗ này rất là đẹp, vân gỗ chìm nổi như những đám mây, thâu gỗ thì rất là mịn và còn toát ra một chút tinh dầu nên là khi mà các bác sử dụng, các bác càng lau thì gỗ sẽ lại càng bóng các bác nhé. Và đốt thì nó sẽ có một cái mùi thơm dịu để cho các bác có thể nhận biết được đây là gỗ trắc đỏ đen. Các bác có thể nhìn thấy là ở cái bình mai này được làm rất là tỉ mỉ từng chi tiết một. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến bình mai phú quý gỗ trắc đỏ đen có mã là BHG021, cao 99, ngang 47 và sâu 44 và đục ra rồi còn nặng 17,4 kg, có giá là 22 triệu đồng và miễn phí ship toàn quốc. Các bác có thể liên hệ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Rồi ạ, tiếp theo sẽ là một bình mai phú quý gỗ trắc đỏ đen. Bình này thì là một bình nhỡ các bác nha. Có mã là BHG019, có kích thước là cao 77, ngang 42 và sâu là 35 và đục ra rồi còn nặng 10 kg các bác nhé. Bình này thì có giá bán bên em là 14 triệu 500 nghìn đồng. Đặc gỗ và đục rất là tuyệt vời. Hoa của bình này cũng giống như hoa của cái bình mai phú quý em vừa giới thiệu rồi. Đây là một cái loại hoa mà được đục rất là kỹ từng chi tiết một.
và gỗ chắc đỏ đen hiện nay là một trong những loại gỗ quý và có giá trị cao, và giá thành để mua gỗ để khi mà chế tác cũng rất là cao rồi. Và ngoài ra thì gỗ chắc đỏ đen còn có một ưu điểm nữa là rất là lành và không gây bất cứ một cái ảnh hưởng nào tới với sức khỏe của con người. Và gỗ chắc đỏ này là một trong những cái chất liệu gỗ rất là quý hiếm và số lượng khan hiếm trên thị trường hiện nay, có giá trị kinh tế thì rất là cao. Và để tìm hiểu kỹ hơn về những cái bình mài này thì chúng ta hãy cùng xem kỹ từng chi tiết một và từng cái nét đục một của cái bình mài này các bác nhé. Từng cành được chia ra và trên những cành này thì lại còn có những cành nhỏ và những bông hoa, những bông nụ nở rộ. Hoa mai thì tượng trưng cho sự hy vọng, cũng tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Chính vì thế mà nên đặt một cái bình hoa mai vào năm mới thì sẽ mang lại tài lộc, gia đình êm ấm, hạnh phúc, và đặt ở một vị trí trang trọng như là phòng khách, cầu thang thì sẽ tăng thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà này. Và ngày nay thì những cái bình mai này được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng rồi. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến những cái tác phẩm này, các bác cũng có thể liên hệ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng em, hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website xưởngtogo.com để đặt hàng các bác nhé. Hoa mai là một loại hoa có 5 cánh mỏng, manh và thường được nở rộ nhất vào mùa xuân, dịp đầu năm mới. Hoa mai thì tượng trưng cho phú quý, giàu sang, thịnh vượng và phát triển không ngừng. Hoa mai bằng gỗ sẽ đem đến những cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt. Như vậy nó còn bổ sung thêm hành mộc khắc chế, sự ảnh hưởng của hành kim từ các vật dụng điện tử kim loại ở trong nhà. Và bình mai phú quý bằng gỗ thì bền vững, ít khi bị hư hỏng, ít khi bị tàn như là những cây mai thật các bác nhé. Và tiếp theo là tác phẩm hoa mai chim sẻ được chế tác từ chất liệu gỗ chắc đỏ đen, có mã là BHG020, cao 61, ngang 40 và sâu 23. Một tác phẩm đục ra rồi còn nặng 3,6 kg và có giá bán bên em là 6.500.000 đồng cho tác phẩm này. Hoa mai được làm rất là đẹp và tinh tế từng chi tiết một. Và đây là một trong những cái sự lựa chọn cho các bác để ở trên các cái bàn uống nước hay là kệ tivi, nhỏ gọn đẹp và đục theo thế gỗ thì rất là tuyệt vời rồi. Và các bác đặt hàng thì các bác có thể liên hệ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng em 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tượng Gỗ, hoặc các bác có thể truy cập website xưởngtượnggỗ.com để theo dõi và đặt hàng. Các bác hãy ấn đăng ký và nút chuông bên cạnh để có thể theo dõi lịch livestream và các video lên sóng sớm nhất bên Xưởng Tượng Gỗ các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.